Xin chào mọi người nhé. Ngày hôm nay thì mình không test về đàn mà mình test về cái phơ cho đàn nhị ấy. Thì lần trước mình test test cái phơ này là qua đàn nhị rồi. Đây này, mình test cái phơ này là có test qua đàn nhị rồi thì có rất là nhiều khách hàng của mình là chơi được nhiều cây đàn ấy, vừa chơi nhị vừa chơi guitar ấy thì thì họ bảo là mình test cho họ xem cái cục phơ này khi chạy với guitar nó sẽ như thế nào. Thì nó ngoại lệ một chút. Thì hôm nay thì mình sẽ test cho mọi người xem thử. Nhưng mà nói chung là nó hay chứ không phải là không. Đấy. Bây giờ bắt đầu nhé. Đầu tiên là mình đánh đánh mộc trước đã. Mình đánh mộc thử trước đã. Thì đầu tiên là mình sẽ cắm trực tiếp với guitar vào chiếc loa này. Đây, cái dây đây. Đấy. Đây, cái đầu đầu nó cắm vào đây. Cắm vào đây để phát ra loa. Đây, các bạn nhìn rõ nha. Rồi, cắm vào guitar. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ đánh mộc. Trước. Vặn tầm 9 giờ đi. À đâu, vặn 3 giờ. Mình sẽ vặn trên này là 3 giờ. Bắt đầu nha. Đây là đánh mộc nha. Trình độ guitar của mình thì nó cũng không được tốt cho lắm thì có gì mọi người thông cảm với là đây là mình chỉ test âm thanh, test phơ thôi. Thì đấy. Khi mình đánh không có phơ ấy, thì tiếng nó có cảm giác nó hơi bị bí bí một chút này. Nó không được thoát và nó tiếng nó hơi bé. Cảm giác nó hơi mấy cả tiếng nó hơi tù tù đục 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 đục. Đấy, rồi, bây giờ mình sẽ test với khi chạy qua phơ nhá. Đó. Có nhiều người cũng chưa biết sử dụng cái này thì đấy tiện đây thì mình cũng nói qua luôn là cái phần này ấy. Đây nó có cái phần out này. Và đây là phần in này, phần in này là cái dây chúng ta sẽ nối sẽ cắm từ guitar và cắm vào đây là phần in. Còn cái phần out là có nghĩa là cái phần dây này nó sẽ đi vào loa để nó đi ra loa, out out ra loa là đi ra đấy. Còn cái này thì này là phần cắm vào guitar này đấy. Đây, cái đầu đầu này cắm với guitar đây. Rồi, mình vẫn vặn đến cái mức 93 giờ. Đấy. Đây, phải bật lên nhá. À, tiếng nổ rất đẹp, tực. Cái tiếng rất yêu luôn đấy. Rồi, mình để vừa vừa cho dễ nghe nhé, chứ không 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 to hơn so với kia là mấy đâu. Đấy là đấy, volume thì mình tùy chỉnh vào đây. Gẩy lên, khi mà gẩy lên mình đã thấy cái tiếng nó chắc hơn một lụ, tiếng nó chắc hơn
mình sẽ thấy được cái tiếng nó chắc hơn và nó sáng, nó rõ ràng hơn, sắc nét hơn. Đấy là mình còn chưa chưa bật bát kép ở đây. Nghe nó màu hơn đúng không? Đây. Còn nếu mà lấy bát bát tép thì tùy chỉnh thôi. Đây mình tăng tí tép lên nha. Đấy thì nó lại tép hơn, nó sắc hơn. Đấy thì bát tép cũng chỉ cần như thế thôi là vừa rồi. Đấy là mình nhích nhích có tí rồi. Đấy, chỉ cần một tí như thế là vừa rồi, không cần phải nhiều đâu. Đấy, bây giờ tăng bát này này. Vừa nãy bát hơi đuối đúng không? Mình cũng tăng một tí bát lên này. Nghe nó luôn này. Úi, nếu mà các bạn nghe bằng loa vi tính thì nó sẽ rõ hơn. Nhưng mà bát thường thường thì guitar này người ta đánh ít bát thôi. Vừa đối với miền Bắc mà đánh hát văn đấy, đánh chuyên về hát văn thì đánh ít bát đó, đánh vừa vừa bát thôi. Đấy, tầm đấy chắc là vừa rồi. Vâng, vừa rồi là mình đã test xong cái phơ này thì mong các bạn xem và nghe và đánh giá xem nó có được không nhá. Xin chào các bạn.